Bây giờ tôi sẽ làm một clip so sánh về sự khác biệt và trải nghiệm cảm giác của sử dụng đuôi tiên cá của Tion và đuôi người cá của hãng FinFun. Đôi Tion làm cho biểu diễn người cá chuyên nghiệp mà, còn FinFun là để vui chơi. Đồ FinFun và đồ Tion, mấy em thấy làm sao, được không? Đẹp không? Đẹp không? Ừ, đúng rồi, cái đó là vây bơi của cá đó em. Rồi mời hai em xuống khởi động dưới nước, kết hợp thở và đuôi cá dưới nước nha. Rồi, thả miệng ra, hít hơi vào, nâng đuôi lên. Rồi, lắc đuôi, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Coi ai tạo ra lốc xoáy đẹp hơn. Wow, lốc xoáy của bạn Abraham mạnh quá. Còn lốc xoáy của bạn FinFun là không thấy cái nào luôn nè, các bạn thấy không? Đó, thấy lốc xoáy của Abraham khủng không? Có nghĩa là bạn ấy sẽ bơi rất là nhanh, rất là lướt nước. Còn FinFun nè, không đủ lực để tạo ra lốc xoáy. Rồi, tiếp. Thấy chưa, Abraham như vũ bão dưới nước luôn. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ test đến khi mà các em bơi ở trong nước sẽ như thế nào nha. Tôi sẽ xuống nước để đợi các em. Rồi, hai em xuống nước. Bạn người cá Khánh đại diện cho FinFun, bạn người cá Abraham đại diện cho Mementiun. Hai bạn đã sẵn sàng bơi chung với nhau chưa? Rồi. Rồi, giữ thẳng đầu gối nha. Cố gắng giữ thẳng đầu gối. Dùng kỹ thuật Dolphin Kick nha. 1, 2, 3, xuất phát. Coi ai lượn dưới nước đẹp hơn nha. Bơi đẹp nhất giữa Abraham và Khánh, hai em cùng nhau thở nước đi. Tion thì thấy bạn Abraham lắc đuôi quá mạnh, làm ở dưới nước tàn là bọt bong bóng không. Thở nước đều đi Abraham, không phải bơi đua nha, mà là lượn dưới nước cho thiệt đẹp. Xuống, thở nước, thở nước. Cần các em hãy bơi chậm lại nữa, chú tâm vào hơi thở của mình và tập trung lực vào phần eo của mình. Thả lỏng chân ra, giữ thẳng đầu gối, khép sát chân lại. Khi kéo tay trường ngực lên nha. Bây giờ mấy em thử lặn 3 nhịp dưới nước, ok không? Bắt đầu chậm thôi nha. Thank you.
đi mấy em. Thở nước ổn định hơi thở đi rồi bắt đầu nói cảm nhận cho tôi biết về cái chiếc đuôi tiên cá và người cá mà hai em đang mặc nha. Chào hai em, nửa tháng rồi không gặp, khỏe không? Phải nửa tháng rồi không? Không biết nữa. Tuần trước mấy em có đi không? Tuần trước nữa có đi không? Tuần trước nữa có đi không? À, vậy là nửa tháng đúng rồi. Rồi, hai em giới thiệu lại tên của mình cho mấy bạn biết đi. Em tên là Ngọc Anh. Ngọc Anh và Ngọc Linh. Hai bạn hôm nay cảm thấy như thế nào? Khỏe không? Nếu khỏe làm 10 vòng đi. Khỏe mà. Khỏe làm 10 vòng thôi. Được không? Nói chứ hai em xuống nước rồi mấy em thở nước đều. Rồi bơi qua bơi lại. Thư giãn nha. Cố gắng tập trung vô hơi thở. Để mình không có bị mệt, mình kiểm soát hơi thở của mình nó ổn định á. Đếm 1, 2, 3. Thở ra, rồi hít hơi vào. Tập đi, để hồi vô sự kiện thì có cơ hội thắng quà. Rồi bây giờ chúng ta hãy phỏng vấn bạn Abraham xem bạn ấy thấy như thế nào về mặt cái chiếc đuôi tiên cá mà Mantion. Sau khi mình đặt chiếc đuôi của Mantion thì chiếc đuôi này cảm nhận đầu tiên mình là nó đẹp. Thứ hai là cái dây đuôi thì nó rất là mịn, rất là dẻo dai. Cái đuôi kia thì cũng rất là nhẹ, có thể bơi mượt mà không thấy mệt. Cái đuôi nào? Monofin đó hả? Dạ đúng rồi. À cái lõi bên trong cái da đúng không? Giống như là cái xương cá vậy đó. Dạ đúng rồi. Ở bên trong này thì nó có tầm 3 lớp, đầu tiên là nhất da ngoài, thứ hai là tới lớp mỡ. Cũng có thể là lớp mỡ chứ thực ra nó là một cái lớp. Đúng rồi. Bạc. Bạc. Và tiếp theo là cái đầu tiên. Giống như là ba da người mình, giống như là đầu tiên tới da, thịt với lại xương. Đúng rồi. Và khi cảm nhận tiếp theo là bơi cái này nó không hề thấy nặng và cứ mãi mà đi thôi. Chính xác. Biết sao làm kỹ không? Làm cái này nó có lớp da, lớp mỡ bên trong nữa đúng không? Bởi vì cho giống thật hơn. Với lại mấy em sẽ có cái cảm giác giống như là mình là một con cá ở một đúng cá. Rồi, nó mịn bên trong. Và tiếp tục thì là thứ hai nữa đó chính là các bạn có thể tự tự đặt tên cho cái đuôi của mình và đây là hàng chính thức luôn, không có một cái hàng độc quyền. Hàng độc quyền là không có bao giờ có thêm cái hàng 102 luôn. Đúng rồi. Ví dụ như bạn muốn thiết kế kiểu nào, ý tưởng nào làm cho bạn mẫu đó, độc quyền của bạn. Không có cái nào giống cái nào hết. Tự đặt tên cho cái đuôi mình. Đúng rồi, tự đặt tên cho đuôi luôn. Ok, mình sẽ hết, bye bye. Rồi cảm ơn bạn Abraham đã trả lời rất là dễ thương. Giờ tới phiên bạn. Mình là Khánh. Thì đối lại cái đuôi tinh phân này thì đầu tiên là cái size nó khá là rộng, không có làm chuẩn được. Với lại thứ hai là khi mà bơi thì nó là nặng chân. Đúng rồi. Thí dụ như cái chiều dài của em là cao như thế này thì người ta ở bên Mỹ khi em đặt mua về người ta sẽ đưa cho em một cái size lớn của cái size đó, nhưng mà có thể là cái chiều ngang nó không vừa với em, hiểu không? Nó chỉ có size chuẩn quốc tế thôi chứ không có size riêng của mình. Bơi thì kiểu như là nhắm cái môn khi là sắp xúc ra chân rồi. Mà bơi nó cũng không có chắc chắn nữa. Rồi. Đâu gỡ cái monofin ra cho mấy bạn coi nha. Này. Này. Đâu. Sắp xúc ra chân luôn hả? Cảm giác của em là giống như là cái chân của em nó không có ăn liền với cái monofin đúng không? Đúng rồi, đây là chiếc monofin của Finfun. Đây có một dòng chữ Finfun và cái đuôi này nó như là nó mình có thể lấy nó ra nhưng mà như thế thì làm mình rất là nặng, mình nước cho nhiều quá nên. Rồi nói chung là bạn Khánh nói tiếp đi. Là khó di chuyển. Một khi mà đã bơi là như là nhân một cục tạ lên, đó là nào, là khó bơi. Tạ bằng chính
là mang cái monofil này khó chịu lắm đúng không? Phải dùng lực rất là nhiều. Ok rồi, em muốn nói gì nữa không? Cho các bạn nghe. Các bạn nên mua đuôi xuống người cá tion. Đúng rồi, bởi vì bây giờ là tion đã sản xuất được đuôi tiên cá cao cấp luôn rồi. Đây. Và mục đích chủ yếu là để phục vụ cho các em có khả năng trở thành người cá thật sự nè. Mấy em mình cũng tự hào Việt Nam mình cũng làm đuôi tiên cá số 1 đúng không?